Hello, chào các bạn nhé. Nãy mình gỡ bẫy chim xong rồi các bạn. Thì mình thấy cái ruộng này lắm chai quá các bạn. Nãy là nhặt được mất cân rồi. Đây các bạn nhìn này. Lũ nó đi này. Mình nhặt nha. Úi giời ơi là to không. Ôi, quá linh hồn này. Ruộng đấy các bạn. Ôi, mình bỏ túi áo này. Nãy mình để cái một đống rồi. Đấy nhiều quá, mình quay các bạn xem này. Đây lốt nó đi đây các bạn. Úi giời ơi. Đây nó ngủ ở đây, nó nằm đây này. To thật. Mãi vật luôn. Mình đi này, cứ có cái nốt cái nỗ nào là mình móc xuống là được thôi. Thế đảo các bạn. Đây này. Đây, một con nữa này. Hay không các bạn? Đấy, quái không? Đây là ngày chủ nhật ám ảnh của mình nhá. Đây, đây lại là con nữa này. Cái lỗ đen đen này. Mình thử nhé. Đấy. Lại có này. Lại có hàng. Cái này là ngày chủ nhật điên khùng rồi. Thế là bảo vệ thịt chim tối rồi quay đi. Mà nắm chai quá. Đây có cái lỗ nữa này. Nó có không này. Đấy. Đây có chết tập không gì. Lỗ mồm này. Các bạn thấy thú không? Quái không? Nó chết. Đấy, đấy, lại con trai nữa. Đấy. Bụi mách mí luôn các bạn. Đây. Trai đó. Trai to quá ăn không ngon. Nó cứt nữa. Bé bé này ăn thích này. Đây còn cái hang nữa này. Đây, ui giời rồi. Đây còn một cái hang nữa các bạn nhìn thấy chưa? Đen đen này. Đấy. Thôi không có rồi, đi rồi. Đi đâu ta? Nguyên một cái nỗ gì, sờ rõ ràng luôn. Bò đi rồi. Phải thế, nỗ to quá. Nó to quá rồi, nó bò đi được quá. Đây có hốc nữa này. Đấy, hốc nữa lại có con trai nữa này. Thì không. Đó, dã man. Con trai to ở đây nó đi sợ thật. Đây xem còn cái nào nhỉ. Nãy giờ mình bắt được nhóm rồi các bạn. Kinh dị luôn. Đây là đục quá khó nhìn lắm các bạn ạ. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Này. Úi trái cánh này. Không. Đây mình review con trái cánh các bạn xem này. Đẹp không này. Đó. Màu xanh ngọc nha các bạn. Đây, cái túi áo của mình, túi áo mưa mình này. Đây áp thôi. Đây có một cái nỗ nữa này. Đây. Đến chưa? Thử nhá. À không có là nó đi rồi. Bên dưới nó có nguyên một cái nỗ con trai nó nằm các bạn. Nó bò đi đấy. Nó bò đi chỗ khác rồi đấy. Chắc nãy mình nhặt rồi. Đây lại còn nữa này. Cứ cái nào mà có cái lỗ đen đen đấy mình thoáng hay là có ngay các bạn. Quái giản vậy. Ok. Mình lại lấy cái túi bóng nhé. Mình để chỗ này đã. Còn nhiều quá đấy. Đây bạn nhìn này. Nãy giờ mình bắt đây. Đây. Con trai cánh này. Con trai sâu bình thường này. Trai cánh này. Con trai này con ngọc đấy các bạn. Trai cánh con ngọc. Bây giờ nay mình cũng không mang cái túi bóng gì cả, nhưng mà kịp trở tay các bạn. Đây ra to này. Ok các bạn, thật là may là trong túi áo mình có túi bóng này, may quá. Bây giờ mình đi mình nhặt cùng các bạn nhé. Không còn nhiều không à? Chắn chắc chắn là còn nhiều rồi. Không thể không nhiều được, đó là nhặt quá nhiều rồi. Đây, những cái lốt chai nó bò đây các bạn này. Kinh dị luôn. Đây một con nữa này. Đó, ok, mình đi một mình thôi. Nhưng mà hơi khó các bạn.
Đây, có những cái lỗ đen đen này. Đấy, được ngay này. Đây, có những cái lỗ đen đen này các bạn này. Đấy, nhìn thấy chưa? Nói chung điện thoại của mình nó cũng cùi lắm các bạn. Lâu ngày đấy, nước nó bắn vào nó mờ đây. Đấy, mình biết ngay mà. Một con nữa này, đấy. Đây, có cái lỗ đen đen này các bạn nhìn này. Nói chung là mắt mình nhìn nó mờ mà. Thì nước nó cũng đục rồi, cò nó ăn nhiều các bạn. Một con nữa này. Không. Quê hương đấy các bạn, quê hương là cái gì cũng có, đây là cái nỗ đây này. Đây. Úi giời, đây, đấy. Chết rồi không. Đó. Đây này. Cứ có cái lỗ là có ngay. Mấy mong vậy. Nó nằm đấy đang sao. Úi giời ơi. Úi giời ơi đây. Úi giời. Ăn đủ rồi, ăn đủ rồi. Bắt cho vui thôi các bạn. Để cho bà già ăn chứ mình không ăn đâu. Mình không máu ăn con này. Mình ghét con này. Nó chán lắm. Còn nỗ nữa đây. Đây rồi. Úi giời. Đây các bạn nhìn thấy con trai sông mà. Con trai cánh lại khác mà. Đấy. Đây còn lỗ nữa. Đấy, giỏi rồi. Ui đầy nữa nè. Thật là các bạn ơi, mình chỉ bắt trai dưới sông thôi các bạn. Dưới mọi người lần đầu tiên đây. Đây nữa nè, lỗ này. Bạn nhìn đi trên đen chưa? Đó. Ui giời. Quá linh hồn. Kinh dị. Hết lỗ rồi sao không này? Đây, đây có cái hàng đen đen này. Đấy, các bạn. Đấy, mình móc nha. Ui gì đấy. Lại hàng rồi. Đây các bạn. Đây nữa này. Ui giời đấy. Một em nữa. Xem có cái lỗ này nữa không đấy. Đây đây. Đây còn cái lỗ này. Móc nha. Ui đấy. Còn hơi bé. Các bạn nhìn này. Ui giời lặng lắm rồi. Đấy ký rồi. Đây này, các bạn nhìn này, lỗ này. Đen xì đây này. Đấy. Ui đấy, biết ngay mà. Mệt. Ui đây nữa này. Chúng ta nó làm vào đấy rồi nó có cái nỗ đấy các bạn. Nó làm đấy. Nhưng mà có cái hai của nó đấy. Ồ không có. Trong mắt mình nhìn thì nó kỹ hơn chứ mình quay lên máy nó hơi mờ các bạn. Ôi dù hai hàng hai con luôn này. Đây này, à, thực tế các bạn xem này, quái không? Nó lặng quá rồi. Đây các bạn nhìn này. Cú to rồi. Đây con cái hàng này. Bậy, chết thường không đây. Nè, trai đây. Cho vào đây. Đấy là nhiều quá, mắt nó say quá. Mình về là mình thịt chim mà. Ai ngờ đâu lại nóng vậy. Chắc như vậy nhỉ. Đấy này cũng có tôm tép này. Đấy, sáng này thăm cua nó nhiều tôm mà. Mình chưa kịp xu cơ, đầy nỗ nữa này. Úi giời, được ngay rồi. Các bạn thấy quái không? Đấy. Còn sông ngoài kia còn nhiều nữa các bạn. Con trai mới hến cơ. Đây cái lỗ nữa này. Đấy, lại có rồi. Lại mệt rồi. Ôi, đấy bắt đầu trời to thật.
nhắm này, nó trôi ra tận đây. Ui, rất nhiều lỗ các bạn, thú thật đấy các bạn ạ. Đây, đây lại một con nữa. Wow, chúng ta muốn lại nhìn nó bò thì ok, là mình dừng video tại đây nhé. Không lâu quá là thành quả của mình này. Ôi chán quá rồi. Ôi chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nhé. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt các bạn. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy là được quá đời trong sông rồi.